Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn sẽ làm một món ăn vô cùng đơn giản, đó chính là thịt băm. Rang thịt băm là cái món ăn cơm rất là dễ cho các bé. Và để chuẩn bị món ăn này, các bạn sẽ chuẩn bị trước một ít thịt xay. Các bạn có thể tự xay ở nhà hoặc là nhờ ngoài quán xay cũng được. Thịt xay này nếu như mà mỡ mỡ một chút thì sẽ ngon hơn. Nguyên liệu thứ hai không thể thiếu được đó chính là nước mắm, hành, một chút nấm hương, hành tây và hành tang. Để sơ chế món ăn này, chúng mình bắt đầu cho chút gia vị vào. Chỗ này là mình đã cho một chút hạt tiêu rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho thêm nước mắm. Nói chung các cái món thịt mà cho nước mắm vào thì bao giờ nó cũng rất là thơm. Còn cho một chút bột canh, ít thôi. Chúng ta cho nấm hương vào. Và trộn đều lên. Bạn trộn đều lên cho gia vị ngấm. Cho một chút nấm hương vào thái nhỏ, nấm hương thái nhỏ thì sẽ thịt rang sẽ thơm. Rồi ok, chúng ta để cho gia vị ngấm. Ngấm vào thịt một chút. Trong lúc này chúng mình sẽ bắt đầu đi phi hành. Các bạn sẽ cho dầu ăn. Cần cho nhiều lắm vì trong thịt cũng đã có mỡ rồi. Cho nhiều quá thì ăn nó sẽ ngấy. Các bạn cho dầu ướt chả đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho hành tây và hành tím vào, chúng ta phi thơm lên. Thank you.
thơm lên rồi lúc đấy mình cho thịt vào thì sẽ ngon. Nhìn thấy hành cũng đã hơi xém cạnh mà cũng đã bắt đầu thơm rồi, các bạn sẽ tiến hành cho thịt vào. Cái món này để cho các bé nhỏ ăn là rất là ăn cơm và rất là tiện. Nhiều khi thịt thái to các bé không hay thích ăn, cứ thái nhỏ thịt thế này các con ăn cơm sẽ dễ. Thời gian chế biến món này cũng nhanh nữa. Đây là thịt băm rang, hành tây, hành tím và nấm hương. Các bạn đảo đều đi cho nó đỡ cháy. Tùy vào khẩu vị từng gia đình các bạn có thể rang khô hoặc là rang vừa phải. Nhà mình cứ rang khô một chút. Thơm luôn.
thịt chín rồi thì các bạn sẽ cho hành lá vào. Rang đảo đều lên. Ok, như vậy là món thịt băm của mình đã hoàn thành rồi. Các bạn có thể bỏ ra bát là ăn được. Mình sẽ cho vào bát tô để cho các bé múc nó cũng dễ hơn, đỡ bị múc thịt băm từ đĩa thì nhiều khi các bé nhỏ sẽ làm rớt ra ngoài. Mình sẽ cho vào bát cho nó tiện.